Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. 35 triệu đồng 1kg móng tay, nhiều công ty tranh nhau mua vì lý do ít ngờ. Người đàn ông Trung Quốc mua một hộp thuốc thanh quản từ hiệu thuốc cách đây 2 ngày. Anh sửng sốt khi vô tình phát hiện trên bao bì có ghi thành phần thuốc chứa móng tay người. Người này không dám uống bởi nghĩ nhà sản xuất đã in nhầm thành phần thuốc trên bao bì. Sau đó, anh đã đến hiệu thuốc và đòi trả lại số thuốc đã mua. Tại đây, các nhân viên giải thích rằng, theo y học cổ truyền Trung Quốc, móng tay người cũng là nguyên liệu chế biến thuốc có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Về chuyện này, giáo sư Trimin thuộc Trường Đại học Y Dược Cổ truyền Thành Đô cho biết, từ triều đại nhà Đường, móng tay được xem như là một loại dược phẩm có thể điều trị bệnh viêm họng, bệnh bóng mắt, tiểu ra máu và viêm đường tiết niệu. Còn theo y học hiện đại, từ móng tay chúng ta có thể bào chế ra nhiều loại thuốc có tác dụng cầm máu vô cùng hiệu quả. Các nhà máy dược phẩm tại Trung Quốc đang thu mua móng tay người tại các vùng nông thôn với giá khoảng 35 triệu đồng một ký. Họ cho biết thêm, với một người bình thường, móng tay chỉ mọc dài khoảng từ 2-5cm mỗi năm và mỗi mảnh móng được cắt đi chỉ nặng từ 1-2g. Nếu muốn thu nhập được 1kg móng tay thì phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Đó cũng là lý do móng tay được rao bán đắt như vậy. Các chuyên gia cho hay, ngoài móng tay, trên cơ thể người còn có một số thứ có giá trị vô cùng lớn trong y học cổ truyền như là nước tiểu trẻ em, sữa mẹ, nhau thai, nước bọt và cả máu kinh nguyệt của phụ nữ. Những món ăn rùng rợn lấy từ cơ thể người. Kem sữa người, cốc tay tinh dịch, xúc xích từ phần trẻ em đều là những phát minh khoa học nhưng ít người dám thử. 1. Kem sữa người. Không phải bàn cãi nhiều về sự bổ dưỡng của sữa mẹ với sức khỏe con người, bao gồm cả người lớn. Một số sản phẩm kem làm từ sữa mẹ đã được bán ra công chúng, chứ không đơn thuần chỉ là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học cho rằng, loại kem từ sữa người này còn hoàn toàn tự nhiên, có nguồn gốc hữu cơ nên tốt cho người sử dụng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc này không hề vệ sinh và có thể mang theo nhiều virus và có thể mang theo virus truyền bệnh của người cho sữa. Phản bác lại điều này, nhà sản xuất cho biết, loại thực phẩm này cũng được trải qua quy trình tiệt trùng, thanh khuẩn giống như sữa bò, nên kem làm ra đảm bảo không có virus hay vi khuẩn nào tồn tại được. 2. Sức nhau thai người. Việc ăn nhau thai của một đứa trẻ sau khi sinh thực ra khá phổ biến suốt hơn 2.000 năm qua ở Trung Quốc. Họ tin rằng chúng có thể giúp chống lão hóa hoặc bồi bổ sau sinh cho người mẹ. Các thầy thuốc đông y cho rằng cơ quan nối bào tử đang phát triển với thành tử cung có ý nghĩa quan trọng với sự sống của thai nhi, là thứ vô cùng bổ dưỡng. Đó là một vị thuốc bổ để củng cố khí và tăng lượng máu trong người, và nếu được ăn trong thời gian dài thì có thể giúp đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe. Các món mà họ hay chế biến nhất là súp nhau thai hầm với các loại thuốc bổ. Ở phương Tây, nhiều người quan tâm tới y học cũng quan tâm tới điều này. Nhiều bệnh viện phụ sản ở Mỹ đã khuyến khích các sản phụ ăn nhau thai của chính mình như một cách tự nhiên để tránh chứng trầm cảm sau khi sinh. 3. Cốc tay nhau thai. Ngoài ra, nhiều nhà pha chế còn sử dụng nhau thai làm nguyên liệu pha cốc tay. Nếu như nhau thai được chế biến thành súp khiến người phương Đông không quá dè dặt, thì cốc tay nhau thai lại khiến người ta mất vía. Nguyên liệu chính của món uống này gồm có nhau thai, nước cà rốt tươi. Tất cả được xay nhuyễn trong 10 phút và dùng để uống lạnh. Dù rùng rợn, nhưng thứ nước giải khát này lại được nhiều người dân vùng biển Thái Bình Dương ưa chuộng. 4. Pho mát từ vi khuẩn ở nách và chân. Các nhà khoa học đã chế tạo thành công pho mát lên men từ vi khuẩn thu được từ những bộ phận được coi là bẩn nhất trên cơ thể người. Nhóm nghiên cứu thu được những vi khuẩn này bằng cách sử dụng băng gạc vô trùng để quấn quanh bộ phận dễ có mùi trên cơ thể người.
Hiện tại, họ đã tạo ra 11 loại format khác nhau từ vi khuẩn lấy từ nước mắt, mũi, rốn, chân và nách của con người. Tất cả những mẫu format này đều có vẻ ngoài hoàn toàn giống với format bình thường. Tuy nhiên, loại format này chưa được sản xuất vì mục đích thương mại. 5. Xúc xích sử dụng phân trẻ em. Một nhóm nhà khoa học Tây Ban Nha đã phát hiện ra tác dụng tuyệt vời của các vi khuẩn có ích thường được tìm thấy trong phân trẻ em. Với việc sản xuất xúc xích, họ nhận ra rằng các thực phẩm chứa lợi khuẩn probiotic tồn tại trong đường ruột của con người rất tốt cho sức khỏe. Nhóm nghiên cứu đã thu thập 43 mẫu phân của các em bé khỏe mạnh từ sơ sinh tới 6 tháng tuổi và trích lấy 3 chủng lợi khuẩn đang được dùng phổ biến nhất. Họ tạo ra 6 mẹ xúc xích. Những người tình nguyện nếm thử cả 6 mẹ xúc xích không phát hiện bất kỳ khác biệt nào về hương vị của chúng với các loại xúc xích được chế biến thông thường khác. Tuy nhiên, hiện phát minh này chưa được hưởng ứng và sản xuất đại trà do nghi ngờ về sự vệ sinh. 6. Cốc tai tinh dịch. Tác giả Paul Frotti cũng từng khiến dân tình xôn xao vì cẩm nang những món ăn làm từ tinh dịch người. Trong đó nổi tiếng nhất là cốc tai. Kết quả là tinh dịch khiến cho mùi vị của ly cốc tai đậm đà hơn. Tinh dịch cũng dễ dàng kết hợp với các đồ uống có chứa sữa hoặc kem. Ngoài ra, tinh dịch cũng được dùng để nấu một số món ăn khác như hải sản, súp gà, mì xào, nhưng không nhiều người dám thử.